là một cái thời nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ Trên Công Đức, cũng như còn các bài kinh khác, phẩm Kỳ Lao, Tương Bộ Kinh. Một vị trời đã đến ý kiến Đức Phật và nói lên bài kệ có khi thì vị thiên ấy hỏi Đức Phật, Đức Phật đang trả lời. Có khi thì vị thiên nói lên bài kệ với ý của mình và Đức Phật ngài đã đáp lại bằng một bài kệ với ý trái ngược lại. Với người yêu kiêu mạn cũng không có tuệ giác, với ai không thiền định dù độc cư trong rừng nhưng sống trong giải đãi dễ không vượt thoát cảnh giới của tư thần. Thì Đức Phật ngài đã trả lời: từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhất định, với tâm khéo tư sát, giải thoát mọi trường phước, độc thân trú rừng núi. Với tâm tư, với tâm không phóng dật, dễ vượt thoát khỏi sự chi phối ba lực. Bài kinh chỉ vỏn vẹn có hai bài kệ của chư thiên và bài kệ của Đức Phật. Chúng ta sẽ được nghe giảng giải rộng rãi về ý nghĩa của bài kệ này do Thượng tọa Tây Nguyên. Bây giờ thì xin mời cô Tính Hạnh, cô Tình Hạnh đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó cũng thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú làm thay chúng kinh con thành kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu. Dạ, bài học hôm nay vượt khỏi vòng cương tỏa của tư thân, kinh mong muốn kiêu mạn, Manaka Masuttang, chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm Cây Lao. Chú thích dẫn nhập: tam giới bao trùm tất cả cảnh giới tự sanh của chúng sanh vạn loại, cho dù cảnh khổ hay vui, cao hay thấp đều nằm trong vòng cương tỏa của tự thân. Khi nhìn về phương diện này, phải nhìn toàn diện rộng lớn. Con đường giải thoát là sự thực hành bát chánh đạo hay tam học giới định huệ phải được khẳng định với nỗ lực không sao lãng. Khi nhìn về phương diện này, phải nhìn thẳng vào đời sống nội tại cá nhân. Ai thấy được khởi điểm rất riêng tư, đó giải quyết dẫn đến sự vượt thoát khỏi cảnh giới cao rộng của tử thần, thì người đó được xem là lãnh hội được lời Phật dạy. Kinh văn: nhân duyên ở Sawatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Ở đây không điều phục, với người ưa kiêu mạn cũng không có tuệ giác, với ai không thiền định, dù độc cư trong rừng, nhưng sống trong giải đãi, vị ấy không vượt thoát cảnh giới của tử thần. Thế Tôn, từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tư sát, giải thoát mọi phiền trược, độc thân trú rừng núi, giới, với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. Tích văn: Manaka má dục màng, đa má, đá má là điều phục, mô ná là tuệ giác, Asama hí tá là không định tĩnh, nhiếp tâm,
Susamma Hitatta là khéo tập chú, Pamatto là phóng dật giải đại, Appamatta là không sao lãng. Mắt chú thầy giá, cảnh giới hay vòng cương tọa của tử thần, Suchetassa khéo cư sát, Bara bờ kia bỉ ngàn, tích nghĩa. Sớ giải nêu một số điểm trong hai kệ ngôn trên chỉ cho hành trình tăng thượng học pháp, từ bỏ kiêu mạn là Manang Baha giá, chỉ cho tăng thượng học giới, điều phục đá má chỉ cho định học tăng thượng, mô ná tuệ giác chỉ cho tuệ học tăng thượng, cảnh giới của tử thần mắt chú thay giá chỉ cho tam giới của sanh tử, bờ kia ba rá chỉ cho niết bàn. Dịch giả hòa thượng Thích Minh Đâu biên soạn giáo trình tỳ kheo giác đẳng, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tam Bà giá, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, đại đức Trụ Trì, đại đức cùng chư tăng đang cư trú Nguyên Thông, cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Bhutan Phakkhavata Apiwa Devi Swakato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sankhan Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân hữu ý tán dương hơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, quy nhau quy lực Tam Bảo hành do hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp thông minh của thầy giá. Và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái chương một tương ưng chư thiên phẩm cây lao, cũng là những cái bài, cũng là những cái sự vấn đáp của các vị thiên, của các vị chư thiên đối với Đức Phật. Thì như cái lời thiệu và cái lời đáp, có thể nói chúng sinh không thể nào thoát khỏi ma giới khi còn trong tam giới. Dù chứng đắc thiền định, sanh về các cõi sắc giới, các cõi vô sắc giới, nhưng cuối cùng chúng ta cũng lăn, cũng sanh tử trở lại. Và chúng ta đã là những người, tất cả chúng ta đã từng ra vào nơi đó. Nhưng điều chỉ có một điều là chúng ta khi đó chúng ta không có cái sự thành tựu, thành tựu giới học, thành tựu định học, thành tựu tuệ học, hay là chúng ta chưa có từ bỏ được, chúng ta chưa có thắng phục được cái sự đối buộc của ác ma, ma giới, ma tâm ở trong lòng. Và cũng chính là nói đến cái phiền não, nói đây tức là cái phiền não đó chính là phiền não ma. Phiền não ma này nó đi theo chúng ta vòng quanh sinh tử, cũng chính do cái phiền não đó, cũng chính hay là do cái vô minh đó, do cái phóng dật đó mà tất cả chúng ta cái tâm không được bình tĩnh, tâm không chánh niệm chánh định đó, mà chúng ta phải lăn tôi sinh tử bao đời. Hay là ngày nào mà vô minh còn xuất hiện thì ngày đó chúng ta còn trong cái vòng kiềm tỏa của ác ma là như thế. Thế khi nào mà trong còn trong vòng kiềm tỏa ở đây tức là ác bất thiện pháp, chúng ta còn ác bất thiện pháp đó chính là nó xuyên qua để chúng ta có cái sự kiêu mạn, hay là chúng ta cảm thấy có cái sự sân đột, rồi chúng ta cảm thấy bực bội khó chịu, hay chúng ta cảm thấy không vừa lòng và chúng ta thương phải xa, ghét phải gần, vân vân. Tất cả cuộc đời nếu suy xét kỹ chỉ bao nhiêu đó thôi, sớm tối, sớm bắt đầu thức dậy, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, và kết thúc trong một kiếp con người
Và chỉ từng ngày từng đêm trôi qua nó là như thế. Như chúng ta đã được học trong tương ứng đó, thời gian nó lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn tầm tự tác buổi tinh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi hướng tâm cầu tịch tịnh. Thì ở đây, nếu như một người mà bị vướng vào một cái sự kiêu mạn, thì đó chúng ta biết là không có cái tâm tu. Bởi vì giới của người đó không có được tu trì, giới của người đó không có được khéo điều phục, giới của người đó không được khéo mà có sự tu tập tốt đẹp. Nếu như chúng ta biết việc kiêu mạn này là tánh tham khởi sinh lên, việc kiêu mạn này làm cho tâm chúng ta hệ lụy đến phiền não, làm tâm của chúng ta bị cột rối, bị dính mắc, bị so sánh, bị phân kỳ, thì chúng ta biết là chúng ta bị lọt vào cái lưới của ma. Một con người giàu cho, có hay, có tốt, có đẹp, có thành tựu bất cứ cái gì trong cuộc đời này, mà khi sanh lên cái mạng nghi, thì xem như là vẫn còn đau khổ, vẫn còn tử sinh trong cuộc đời. Cũng như trong Tăng Chi Đức Phật dạy, nếu như ai biết điều phục tâm của mình, người nào điều phục tâm của mình đó, ta không thấy một pháp nào khác này cả tỳ kheo có thể đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, và ta không thấy một pháp nào khác này cả tỳ kheo đưa đến an lạc lớn, lợi ích lớn cho bằng tâm được điều phục, tâm được hộ trì sẽ đưa đến lợi ích lớn. Khi tâm được điều phục, ở đó nói đến tức là tâm nghiệp của chúng ta được thanh tịnh, được tốt đẹp. Mà tâm nghiệp của chúng ta được cái sự kiểm soát, hay là thân khẩu ý này có sự phòng hộ, được giới nâng đỡ, được giới làm hàng rào, được giới là một cái tầng ranh mà chúng ta không có vượt qua được. Chúng ta có thể giữ giới về thân giới, về khẩu giới, nhưng còn ý chúng ta không tham ác, sân ác, chúng ta tà kiến ác. Ở đây ngay chỗ này rất là quan trọng. Mà nếu như tâm được điều phục, tâm được phòng, tâm được tu tập, khi mắt bắt được cảnh sắc, tai nghe tiếng, những mùi thơm xúc chạm lưỡi nếm vị, vị ấy có cái sự thu thúc, có cái sự điều phục, có cái sự phòng hộ tâm của mình, thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được tốt đẹp. Nếu như tâm của chúng ta không có an trú, không có được điều phục, thì chúng ta lọt vào, xem như lọt vào cái lưới của ma. Nhiều lần trong kinh văn chúng ta thấy như Đức Phật, chúng ta thấy ngay cả Đức Phật cũng nhìn nó ác ma, nó nhìn nó ngu si, mà nó đến ngay cả quậy phá Đức Phật luôn, thì Đức Phật hiểu được. Nó làm cho tâm của Ngài bực bội, làm cho tâm của Ngài khởi sinh lên. Nhưng Đức Phật Ngài vẫn không có bị chao động. Còn phiền não đối với các bậc thánh, thì chúng ta biết, thí dụ như bây giờ, đối với cái tâm của một vị mà tu tập đã động trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, là thượng phần kiết sử đó, vân vân, thì vị đó có một cái tâm chắc chắn vững chắc,
không bao giờ có một cái tâm mà để phóng dật, cái tâm mà để kiêu mạn một cách thái quá để đưa đến cái sự bất lợi cho con đường giác ngộ của mình tiếp tục nữa. Và kính thưa quý vị, chúng ta không xét kỹ, chứ nếu chúng ta xét kỹ cả một ngày, cái tâm vừa cái tâm kiêu mạn, vừa cái tâm sân si bực bội khó chịu của chúng ta, nó sẽ ngự trị nhiều hơn là tâm thiện. Bởi cái ý ác này nó ghê lắm, cái tâm phóng dật này nó thật sự là rất là dễ dàng khi chúng ta không có một sự nhiếp phục, khi chúng ta không có một sự điều phục. Nếu cái tâm không được điều phục đó, cái đám má đó mà bị cái chuyện ma ná này nó đã khởi sanh lên rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta dễ dàng rất là nhiều phiền não. Mình chấp ngã, chấp ta, chấp mình hay, chấp mình tốt, chấp mình đẹp, chấp mình giỏi, vân vân, chấp mình quyền quy, chấp mình thế này thế kia. Thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta đã bị chấp hữu, đã vướng vào cái tinh thần của ma giới. Khi tâm khởi lên, vì ấy biết rằng đây là tâm bất thiện của mình khởi sanh lên, vì ấy dừng lại và không cho tâm bất thiện khởi sanh. Thì nếu như biết điều phục thì thời những ác pháp chưa sanh nó sẽ không sanh, những ác pháp đã sanh được đoạn trừ. Nếu như tâm của chúng ta là cái tâm điều phục, không cho phóng dật, hay là không cho ác bất thiện pháp, hay là không cho cái phiền não ma nó xuất hiện, thì thời những thiện pháp khởi sanh, và những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, những thiện pháp đã sanh chúng ta quân tập và nuôi dưỡng nó được tốt đẹp. Đây là giá trị tuyệt đối của cái tinh thần giới. Khi nói về giới thì bốn cái lý pháp này nó là quan trọng, hay là nói về cái sự điều phục tâm, phòng hộ về thân tâm. Dạ, thì đây là những điều mà chúng ta loại trừ ra được cái phiền não của ác ma, phiền não của ma giới, ma quân. Mà nếu như chúng ta thấy một vị tu tập, nếu như không có cái sự tu tập một cách chín chắn mà kiểm soát tâm của mình, thì dù chúng ta có ở nơi thâm sâu rừng rú, thì ở nơi đó tâm của chúng ta phóng dật, tâm của chúng ta giải đại thì cũng sẽ là vô ích, vô giá trị. Chính Đức Phật Ngài đã xác định rõ: thân viễn ly nhưng tâm chưa chắc viễn ly, sống độc cư ở trong rừng. Bởi cái này, cái lý pháp này rất là đặc biệt. Làm sao mà tâm viễn ly, làm sao mà thân viễn ly? Chúng ta hãy nhớ cái điều này, nó rất là quan trọng. Nếu như chúng ta nắm được cái yếu lý, nếu như chúng ta nắm được cái lý của Phật Pháp, thì ở nơi nào chúng ta cũng sẽ có cái sự sắp xếp tu tập được. Còn nếu như mà chủ tâm của chúng ta nó chưa có viễn ly rồi, thì dầu cho ở thâm sơn cùng cốc núi rừng gì, chúng ta cũng sẽ rất là khó. Dĩ nhiên ở nơi thanh tịnh, ở nơi hoang vắng, với cái tiết trời, với cái môi trường được tốt, với một cái điều kiện căn bản, thì đó chính là cái chỗ mà thích đáng cần được phải tu. Chính Đức Phật Ngài cho phép, nếu như ở nơi nào đó mà tăng thượng được giới học, tăng thượng được định học, tăng thượng được tuệ học, ở đó dù có khó khăn một chút nhưng chúng ta cũng vẫn phải cố gắng ở lại. Dầu cho có cái sự khó khăn ngoại vi làm chúng ta không vừa lòng, chúng ta cũng cố gắng ở lại. Còn nếu như nơi nào đó mà làm cho tâm của chúng ta nó kiêu mạn, làm tâm sân
cái sân phần hay sân sân độ của chúng ta nó xảy ra, và chúng ta không thể an vui, không thể tịnh tâm được tu học, thì dầu cho có để đưa đầy đủ điều kiện cách mấy thì chúng ta cũng nên rời bỏ sớm chừng nào tốt chừng đó. Chúng ta trú ngụ hay chúng ta ở, thường thường chúng ta do bị cái thói quen hay là do cái ái cái luyến với một cái chỗ ở của mình, với cái những người xung quanh mình, đây cũng là một điều bất lợi đó, chứ không phải cái điều lợi đâu. Thì quả nhiên ngày hôm nay thì có một sự định vị ở các chùa chiền, ở các tỉnh thất, thì dù như thế nào cũng vậy, kính thưa quý vị, chúng ta làm sao là mà sống mà không có bị kiềm tỏa với một lý do là trú xứ mà chúng ta gọi là bốn biển là nhà, hay là độc hành muôn dặm xa, ở nơi nào cũng được hết. Chúng ta có một tự tại, tự tại không có bị cản trở. Còn nếu như chúng ta ai mà bị có sự cản trở thì đó, chúng ta nhớ là chúng ta cũng không có điều phục tâm của mình một cách tốt đẹp. Làm sao mà ở ngay cái đô thị thành ồn ào, chúng ta bước về cái nơi xa xôi, cái nơi yên tĩnh, không còn ở trong cái kiềm tỏa của cái môi trường, của cái sinh hoạt xung quanh ồn ào náo nhiệt, tâm chúng ta vẫn hoan hỷ, vẫn nhẹ nhàng, vẫn vui vẻ. Quý vị, tại sao mà quý vị lớn lớn tuổi người ta thích nó yên tĩnh? Bởi vì lớn lớn tuổi rồi, sức khỏe và cảm thấy mệt mỏi, chúng ta mới buông. Đây là một điều mà không phải là một sự điều phục, đúng. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn sức khỏe, hay chúng ta còn cái điều kiện, thì chúng ta biết rằng rồi thời gian, rồi chúng ta thế nào của rồi cũng sẽ kết thúc, thế nào rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta không thể vướng lại ở trong sự kiềm tỏa của cái chấp chú xứ như thế này, chú xứ như thế kia được. Thì ngay khi đó thì chúng ta sẽ được tốt. Còn ngược lại, nếu chúng ta bị dính mắc về chú xứ thì đó là tâm chúng ta không điều phục. Nếu như dính mắc về chú xứ tâm không được điều phục thì chắc chắn rằng chúng ta bất lợi vô cùng. Nếu như ở một nơi đó, ví dụ như ở cái nơi thiền viện, ở cái nơi mà sinh hoạt một cách căn bản, thì đó cũng là tạo một điều kiện thúc đẩy cho chính chúng ta vào cái giờ giấc, vào một cái khuôn mà mang tính hỗ trợ cho nhau. Đây là một điều tốt. Nhưng mà thật, nếu chúng ta sống một mình, trường hợp nếu như chúng ta không phải bị cái sự tác động của hội chúng, không có bị cái sự tác động của khách quan, của sự tổ chức, mà chúng ta vẫn có một mình, vẫn tinh tấn một mình, vẫn độc cư nhàn tịnh, vẫn im lặng mà chúng ta không có bị vướng mắc nhiều, thì đây chính là một điều cuộc sống rất là tốt đẹp. Sống cái sự quần tụ, cái hội chúng, xét về người ta nói là vui, dựa trên cái tâm của chúng ta có cái sự kiêu mạn, hay tâm của chúng ta có cái sự hướng cầu với tham ái. Chứ sự thật ra mà nói, chúng ta lãng tránh đi cái sự độc cư, cái sự nhàn tịnh, chúng ta luôn luôn chạy theo cái gì? Chạy theo cái hội chúng, chạy theo cái điều vui. Chứ chúng ta sợ buồn, tránh buồn, trốn cái buồn, và chúng ta né cái buồn. Nhưng nó cái buồn, cái không vừa lòng này, nó theo ta. Người ta nói rằng để giải trí, người ta để giải sầu, giải buồn. Không có thể giải trí, giải sầu, giải buồn gì cả. Bởi vì cái sự gặp gỡ, cái sự hội tụ của tất cả chúng sinh, nó đã hiện khởi lên đầy đủ tất cả rồi. Cuộc tiệc nào cũng tan, tiệc nào cuộc vui nào tan, cuộc tiệc nào rồi cũng sẽ tan. Sự gặp gỡ, chỉ gặp gỡ rồi cũng phải chia lìa.
không sớm thì muộn, sự gặp gỡ của cha mẹ đối với những người con đối với cha mẹ, những người vợ chồng đối với nhau, ngay cả thầy trò sư đồ thì cũng như thế, thì cũng là nhân duyên hợp lại gặp nhau đó, rồi cũng ra đi một mình thôi. Và chúng ta có chịu có vượt ra cái tiềm tỏ của ác ma được nhiều hay là ít là do chính chúng ta. Nếu chúng ta có cái tâm điều phục, có cái tâm tu tập, có cái tâm được tốt đẹp thì ác ma khó có điều phục ta thôi. Nếu từ tâm chúng ta tâm không tu, không tu tăng thượng giới đây, hoặc là chúng ta tu tập về thiền định, chúng ta tu tập về thiền quán vân vân, hay chúng ta tu tập về quán tưởng về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, hay tâm chúng ta tu tập về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, tất cả đây là những yếu lý, là những điều mà chúng ta cần phải có cái tâm hướng cầu, để chúng ta mới đối trừ được, để chúng ta mới khéo dẫn tâm mình được, mới khéo phòng hộ được, mới khéo tu trì được. Chứ còn không thì chúng ta khó có điều phục. Mà chúng ta nếu như khó có điều phục rồi thì đây là bất lợi lớn cho chính mình. Mà như chúng tôi vừa đã nhắc quý vị trong một kinh Tăng Chi đã nói như thế. Thì kính thưa quý vị, chúng ta tu tập đạt được cho cái tam nghiệp của mình một cách căn bản, một cách tốt đẹp, thì chúng ta phải tiến tới, tức là một gì, là chúng ta phải có một cái tâm nhiếp phục, hay là chúng ta có một cái tệ quán, hay là chúng ở đây cũng như là chúng ta tu tập về cái gì, tu tập về tuệ định hay là tuệ. Nếu chúng ta tu tập, tâm của chúng ta không có bị sao lãng, chúng ta nhiếp tâm là một chỗ, định là một chỗ, để nhằm không cho phóng dật nó xen vào, và không cho cái tâm nó khởi lên ác. Hay là chúng ta giữ chánh niệm để cho cái sammacchaya, tức là cái tuệ giác hay là cái sự tỉnh thức nó khởi sinh lên. Ở đây chính là cái sự tu tập của thiền quán hay là tu tập của thiền chỉ. Một là chúng ta tu tập các đề mục về những là niệm Phật, niệm Pháp, niệm thí, niệm giới, hay là tu tập các đề mục về tứ đại, đất nước, lửa, gió, hay hoặc là các cái đề mục về màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, vân vân, để chúng ta có một cái quy trình và để cho tâm nó nhiếp phục, để tâm mà nó có tâm asamahita, hoặc samahita, susamahita, hay asamahita, tức là tâm của chúng ta. Nếu chúng ta khéo tu tập, hay khéo tập chú đó, tức là susamahita, hitata đó, thì rất là tốt đẹp. Thì tâm nó không có bị phóng dật, hay tâm nó không có bị giải đãi. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi một giờ đồng hồ thiền định, hay chúng ta niệm Phật, hay chúng ta niệm hơi thở, hay chúng ta niệm về thân thọ tâm pháp quán gì đó vân vân, hay chúng ta bỏ một thời gian chúng ta quán niệm về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, hay chúng ta niệm từ tâm, thì lúc đó tâm của chúng ta mới được an trú ngay lúc đó. Và ngay lúc đó đó, thiện tâm khởi sinh lên, mà chính là dựa vào cái gì, cái đề mục của thiền quán hay là thiền chỉ. Thì ngay lúc đó đó, tức là thiện tâm mà khởi sinh. Nếu như thiện tâm khởi sinh đó dựa trên định thì làm định sanh, nếu dựa trên tuệ thì tuệ sẽ sanh. Đó chính là có cái sâm bát chê nhá, chúng ta có một cái tỉnh giác, có một tỉnh thức biết được. Lần lần chúng ta giữ gìn cái chánh niệm của mình nó tốt đẹp, mới thấy được cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này, thấy cái sự vô thường, thấy cái sự khổ não, thấy cái sự vô ngã của danh và sắc. Hơi thở này hít vào, thở ra, vì ấy ghi nhận mình hít vào dài, hít vào biết, hít vào dài,
hít vào ngắn, biết mình hít vào ngắn. Vì ấy biết rằng mình đang hít vào ngắn, thở ra ngắn, vân vân, thở ra dài, hít vào dài, thở ra dài, hít vào ngắn, thở ra ngắn, vân vân. Mọi cái gì, cái hơi thở đó được vị ấy kiểm soát, biết được, thấy được và quan sát. Nó đi một cách bài bản như vậy và chúng ta có sự kiểm soát. Chúng ta biết và chỉ tâm chỉ đặt ở nơi đó, định ở nơi đó, chánh niệm nơi đó, thì ác pháp không có sanh khởi. Và khi ác pháp không sanh khởi thì đây làm cho đại thiện này nó khởi sanh một cách mạnh mẽ, một cách liên tục, làm thuần thục liên tục liên tục liên tục. Thì lúc đó đó, cái tâm đại này nó mới hợp với bát chỉ đạo, có thể đoạn trừ được khổ đau sinh tử. Chúng ta mới cắt trừ được cái lưới của ác ma, hay là cái dòng kiềm tỏa của tử thần, của ác ma. Của tử thần ở đây chính nói là cái tử thần này, cái tử thần tử sanh, sanh tử của chúng ta đó nha. Hay là thoát khỏi cái tử thần, thoát khỏi cái sự sống mà nó bị già chết sầu, bị khổ u não, dạ, bị không còn bị chi phối nữa. À, thì kính thưa quý vị, nếu như chúng ta nhớ một điều, ngày nay quý vị bận rộn nhiều trong các công việc, làm việc tìm kế sinh nhai, hay là chúng ta bận rộn với cái chuyện gia đình, thì chúng ta cũng nhớ sẽ có lúc chúng ta có thể cho mình 10 phút, 15 phút, nửa giờ đồng hồ hay một giờ đồng hồ, nếu chúng ta biết trân quý, nhưng chúng ta cũng có thể tập cho mình, huấn tập cho mình được một cái sống nó mang tính tỉnh giác, nó sống nó mang tính nhiếp phục. Tâm của mình nó được nhiếp phục, tâm của mình nó được tư sát để theo dõi, để chặt chẽ. Chứ không phải là chúng ta cần ở một núi rừng, hay cần những cái thật của thiền tích cực, hay là chúng ta phải bỏ, hay đến giờ, đến lúc mà chúng ta mới tu, cần như vậy. Trước khi chúng ta ngủ, sau khi chúng ta ngủ, hoặc thời gian nào có thể được đó, tâm của chúng ta cũng có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiết, niệm Tri, niệm Giới. Thì tâm của chúng ta có thể dành cho mình để thở ra, thở vô, hay chúng ta niệm Phật với các cái đề mục của Tán Dương, hay các mục của, tức là chúng ta gọi là 10 cái đề mục chúng ta niệm Phật, cái hồng danh của 10 thập hồng danh của Đức Phật, chúng ta niệm Phật, thì đó cũng chính là cái phước lành cao cả. Hay chúng ta chỉ suy nghĩ hơi thở này nó thở ra, nó thở vô, là sự kết thúc, là cái sự chấm dứt của sinh tử mình, của kiếp sinh tử của mình, kiếp kiếp con người mình, đó là xa sự sống gần cái chết. Rồi hơi thở này khi chấm dứt là chúng ta chết, và chúng ta đi tái sanh theo cái nghiệp duyên của chính mình nó dẫn dắt. Vì cho nên phải cố gắng, phải tranh thủ, phải làm cho tâm của mình, phải giáo dụ, khéo dụ, khéo giải tâm của mình, thì nó sẽ được tốt. Kính thưa quý vị, một lần mà Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất dẫn Sa Di Xu Khá đi, thấy một người dẫn thủy nhập điền, khai nước vào ruộng. Sư Di hỏi Đức Phật, hỏi được Ngài Xá Lợi Phất, thưa thầy, người ta đang làm cái gì? À, người ta đang dẫn nước vào ruộng để cho cây nó tươi tốt. Và đi một lúc nữa thì gặp người ta chuốt cái tên. Người ta đang làm gì? Người ta chuốt những cái mũi tên để bắn trúng đức của hồng tâm. Cũng vậy này Sư Di Xu Khá, con phải biết dẫn tâm của mình, con phải biết dẫn tâm của mình để không cho cái phải dẫn những cái thiện tâm của mình để cho cái ruộng trí tuệ, cái ruộng tu tập của mình hay là được tốt đẹp. Và con phải làm sao dùng cái mũi tên của thiền định, của đạo quả thiền định, tức cái tâm của chánh định hay tâm của chánh niệm, để con bấm trúng đích hồng tâm của thiền.
hay chính là cái mũi tên của giới, của định, của tuệ đó, nó sẽ loại trừ được, nó sẽ diệt trừ được cái phòng cương tỏa của tử thần, của ác ma. Có thể nói rằng tâm của chúng ta không dễ dàng được giải thoát đâu, nhưng tập cũng có thể được. Sống tâm của mình không có tư sát, hay tâm của mình không có có giúp phục, khi mình bực bội một chuyện gì đó, người ta làm mình mất mát đi cái lợi lạc, người ta làm người ta không tôn trọng mình, khi mình biết được không tôn trọng mình, khi mình nghe được người ta nói xấu về mình, mình biết được rằng người ta đang gây cho mình, nói xấu mình, hay đặt điều đặc chuyện đến với mình. Nếu chúng ta cứ sợ, chúng ta cứ lo, chúng ta cứ buồn, thì chúng ta rất là yếu đuối, mà chúng ta bình tĩnh. Người ta có nói gì kể người ta, mặt chó chó sủa, mặt lữ hành cứ tiến bước. Hay là Đức Phật Ngài dạy trong kinh, chớ có nhìn về dữ lượng, cho rằng mình có làm hay là không làm. Hãy tự nhìn vào mình, cái điều đó mình không có, mình không làm, thì mình không cảm thấy khổ ngươi. Chứ còn mà cứ ngồi, cứ sợ sệt, mà tâm của chúng ta không cứ lo sợ người ta sẽ, mình sẽ bất lợi như thế này, người ta sẽ nói mình như thế kia, thì không thể như thế. Sống trong cuộc đời, chúng ta phải đối diện. Đó cũng là một cái sự trải nghiệm, đó cũng là một cái sự đối diện với cái gì, với cái nghiệp quả của mình, đối diện với cái bất tội nguyện của mình, đối diện với cái mà cái điều mà tự nhiên không có, rồi người ta áp đặt cho mình, rồi người ta gây cái dư lượng sốc cho mình, vân vân. Mà nếu như chúng ta vững tâm á, và chúng ta đừng diệt trừ bớt kiêu mạn, bực bội, khó chịu, tâm chúng ta khéo có sự nhiếp phục nó, điều phục nó, thì kính thưa quý vị, bằng cái trí tuệ chúng ta suy quán tại sao như thế. Thế là do kinh nghiệm của mình, do cái sự quan kết của mình với người. Hãy mở ra đi, im lặng hay cam nhẫn, chịu đựng, tu tập. Bởi vì chúng ta còn bực bội, chúng ta còn phân kỳ, nói cái điều này là nói xấu tôi, nói cái điều này là nói không tốt cho tôi, vân vân. Thì tất cả nói như thế nào nói, thì chúng ta cũng là một điều của chúng ta, mà chúng ta bảo vệ và sợ đụng đến cái ngã chấp của mình, đụng đến cái tôi của mình thôi. Bởi vì trên tâm nó mới khởi sanh kiêu mạn. Còn nếu như chúng ta có sự tu thì cũng không đến nỗi. Nếu chúng ta nghĩ tôi kệ, rồi cũng qua, người ta xem thường mình cũng được, người ta không tôn trọng mình cũng được, người ta nói xấu mình cũng được. Sống bao lâu mà hận thù, sống bao lâu mà quán trách với nhau, rồi chắc chắn chúng ta cũng sẽ không gặp nhau đâu. Không cần thiết phải đeo mang nữa, không cần thiết phải nghịch nữa. Sáng nay chúng tôi với sư Pháp Nhiên có gặp nhau, khi đi về thì có một người, người ta mới tới, thì người ta chào về, thì cái sự nhiên thì đột nhiên không, mình tu á, mình làm sao á, mình biết người ta không thích mình, không thích người ta, mà nếu người ta có chào thì người ta không chào mình còn cảm thấy nó cười bình thường, cái điều nó quý lắm. Sao chúng tôi vậy, cái chúng tôi cười như thế. Trong cuộc đời mình hiểu được cái lý tu á, thì nó rất là nhẹ nhàng. Người ta mô Phật trước mặt mình mà mình biết người ta chửi thề sau lưng cũng không sao,
Bởi vì người ta có thể, ta có thể chửi thề trước mặt mình, người ta có thể dối lừa trước mặt mình, dù cho mình hiểu mình cũng biết chỉ biết cười thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đang, họ tưởng đâu mình sẽ mất mát, họ biết tưởng đâu mình sẽ bực bội, mình khó chịu, mà mình cứ kham nhẫn, mình chỉ biết tu đi. Chỉ kính thưa quý vị, chỉ một điều thôi. Nhưng đừng muốn nói lên cái gì, mình đừng có bị tự nhiên người ta gặp mình cái tự nhiên mình đứng hình, chúng ta gọi tạm gọi đứng hình, mình không thích cái tự nhiên thể hiện ra, là chắc chắn nó sẽ gây một cái quan kết với nhau nữa, mà tâm của mình cũng tu tập ở đó, mà chính cũng không có cái sự kiểm soát ở đó, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không tư sát trong lòng mình, trong tâm mình mình khởi lên chuyện sự bực bội, và mình biết giải thoát, mình biết ngăn chặn liền những cái sự ngâm tẩm, những cái sự bực bội bằng cái sân hay là những cái sự phẫn uất của mình, thì lập tức nó đi qua. Hay chúng ta nhớ đến họ làm cho mình như thế nào, như thế nào, thì chúng ta không thể nào chịu nổi phải tâm cảm nhận. Rồi một chút xíu người ta đã ngủ trước mình hoài đâu. Hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau khoảng chừng 10 phút, thì cũng có cái lý tu rất là ngắn gọn, rất là đơn giản. Tất cảnh sanh tình, mà chúng ta sanh tình đó, một là sanh ra cái phiền não, chúng ta nói tình đây là cái phiền não, nhưng chúng ta biết vừa giữ vững được là chúng ta vượt qua, không để cho phiền não nó đeo theo mình, nó mang theo mình, chỉ cho nó khổ rồi cũng đi qua mà. Dạ. Thì cũng vậy nữa, có gì nhiều khi quý vị biết sống một mình đó, là một điều nó cũng rất là hay, nhưng điều nó buồn lắm. Thì cái mà chúng ta cảm cái buồn, vượt qua được cái buồn, chúng ta mới sống một mình được. Cảm được cái buồn, cảm được một cái gì, cái sống mà không có bị hội chúng, sống không có bị liên lụy người đó, không phải là một chuyện bình thường đâu. Có nhiều người sống một mình sống sợ lắm. Ở một mình người ấy sợ lắm. Một là sợ ma, hai là sợ cô đơn, sợ cô tịch, sợ lặng lẽ. Chứ sự thật ra cái giá trị cô độc ấy, nó quý lắm. Cô độc mà không cô đơn, đơn độc mà không có đơn giản, một người một mình sống vậy đó, nhưng điều mà trong tâm của mình nó vui vẻ, trong của mình nó hân hoan. Chứ còn chúng ta nhớ, nếu mà sống quần tù hộ chúng dễ dàng sanh phiền não trong cái vừa lòng, trong cái không vừa lòng, trong cái sống với nhau. Mà nếu như không biết cái tu trì, không biết nhau, không biết cái sự tôn trọng bằng học giới, tu tập để học về tăng trưởng giới, tăng thượng định, tăng thượng học, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái sự khổ sầu, cái sự bất tội nguyện. Cho nên vì vậy, tại sao mà ở đây Đức Phật Ngài cũng nói thẳng, nếu chúng ta từ bỏ mỗi kiêu mạn, tâm chúng ta khéo có cái sự định tĩnh, hay là khéo nhiếp phục, hay là khéo điều phục được, và tâm của mình có cái sự kiểm soát một cách chặt chẽ, để không cho phiền não nó khởi sinh, nó lọt vào, thì chúng ta giải thoát được cái ách phật, cái triền phược nó cột trói, nó ngâm tẩm chúng ta. Và tâm của một người tu luôn luôn hướng tâm về cái một cái sự thanh tịnh, một cái nơi được vắng vẻ, thì chắc chắn rằng chúng ta không còn bị chi phối nữa. Trong cái đời sống bình nhật hàng ngày vậy, quý vị đi, quý vị không nhớ nhà, không nhớ người, đó cũng là chúng ta phải tập sống như vậy, nó không bị trói buộc. Bây giờ quý vị bên ngoài, quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ nhớ cái đất nước của mình, đời Âu, đời Mỹ, sẽ nhớ. Người Việt Nam đi qua đời Việt Nam, đi qua bên Mỹ, đi qua bên Tây, chúng ta sẽ nhớ về Việt Nam. Thì như thế,
thì sự thật mà nói, về tâm của chúng ta đã chưa có một cái sự vững chắc ở trong cái một mình, trong một cái trú xứ mà chúng ta không có bị dính mắc. Cái điều này phải tu, chứ nó không có dễ dàng đâu quý vị. Cả các sư có nhà cửa, nó chưa tăng cũng vậy, nó đi xa nó cũng nhớ chùa. Nếu chúng ta nó nhớ chùa, cái điều này đúng hay sai? Cái sư tu thì có ở chùa ở thất. Nếu chúng ta nhớ về thất, về chùa, thì chúng ta cũng ái đến cái thất, cái chùa đó, đúng không vậy? Cũng như quý vị nhớ nhà thì cũng ái về cái nhà nữa. Nhớ cái nhà mình như thế này, nhớ cái nhà mình thế kia. Cho nên mình đi chừng 10 bữa nửa tháng, hoặc là 1 tháng, 2 tháng gì đó, chúng ta rất là nhớ. Nhớ cái cảnh, nhớ quê. Chúng ta rồi nói theo văn chương thì hồn quê, nướng sông, coi như là bờ tre, dòng sông, dãy núi thôi khỏi kia, vân vân, nó đẹp như thế, thì đó chính là cái sự dính mắc rất là lớn, chính là một sự kiêu mạn rất là mạnh mẽ trong hành lòng mình. Mình đang khao khát, mình đang tìm, và đó chính là tâm phóng dật nó ngự trị cho chúng ta. Và tâm phóng dật ngự trị thì kính thưa quý vị, bất lợi lớn. Mà chúng ta đang đây cũng như là bị cái gì? Bị ác ma nó kiềm tỏa, nó bao bọc, nó không thể nào thoát được. Mà nếu như chúng ta ở nơi nào cũng là chúng ta sống cũng được, nhưng ở nơi đó một cách căn bản, về mục đích, về cái gì, về thời tiết, về vật thân, và một chút ít tiện nghi, một chút ít thời tiết có thể chịu đựng được, một chút ít thức ăn có thể để sức khỏe này nó tồn tại, và một chút xíu gì đó mà nó mang tính cái điều kiện, thì chúng ta mới tu được. Thì thôi kệ, cũng phải chấp nhận hơn. Ngày hôm nay quý vị biết, như chúng tôi tổ chức, chúng tôi tu cho Phật tử một ngày đó, quý vị biết, thôi biết trân quý thôi, thời gian nào hay thời gian đó. Chứ nếu chúng ta tổ chức mà nhiều quá là người ta cũng sợ, cho người ta không đủ cái thời gian người ta, để người ta sắp xếp cái việc gia đình người ta, đề ba nó cũng chảy và phải kết thúc sớm. Đây cái tâm của người ấy chưa có thể dính trên được. Giờ để cho tâm của họ tập thì từ từ nha. Thì cũng như thế đó, sự tu tập là một cái điều mà chúng ta phải có một cái sự tư sát một cách xuất chê tá sát. Nếu mà được tư sát một cách tốt đẹp thì thời chúng ta mới thành tựu được, vượt qua cái đưa đặt được cái bờ bên kia, hay thành tựu được chánh trí giải thoát được. Một tâm của một người tu sĩ, nếu biết có cái tâm định tĩnh, nếu có một cái tâm được điều phục, cái tâm mà được đặt cho niệm gia đình, hay là có sự quán tưởng, có một cái định vị rõ ràng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta nhớ, do chính chúng ta không có muốn tu hay là không muốn tu, có muốn điều phục hay không điều phục, có muốn kiểm soát hay không kiểm soát, chứ sự thật ra là chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta muốn làm. Còn đừng có đổ thừa hoàn cảnh của thời gian, hoàn cảnh của việc này việc kia. Đó là chúng ta, đó là chính chúng ta đã tự biện hộ cho, biện hộ chạy theo cái phóng dật, chạy theo cái sự giải đãi, chạy theo vô minh của chính mình, thì chúng ta sẽ bị ác ma, sẽ bị tử thần coi như là hại chúng ta, kiềm tỏa chúng ta, giam cầm chúng ta, bao đời nay cũng vẫn tiếp tục giam cầm chúng ta trong cái vòng sinh tử đau khổ như thế. Và tử thần này sẽ hiện hữu mãi mãi trong công cuộc sinh tử luân hồi của chúng ta. Mà hãy nhớ rằng
nó vui ít khổ nhiều. Và chúng ta đã được một kiếp thân làm người, là người hiểu biết được Phật Pháp, có một cái thân, có tứ chi một cách căn bản, có một điều kiện ít nhất cũng là tốt rồi, hơn là những ngày chúng sanh. Thì quý ngài chúng tôi quý vị xin có đôi trình bày, và cái lý pháp là như thế, chắc chắn rằng sẽ được chư công đức tăng quý ngài sẽ thảo luận để giải bài nhiều cái điều còn chưa có được mở rộng tốt đẹp, mở rộng nhiều hơn nữa. Giờ xin chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi chúc lời kính dân cũng là chúng ta đến tức tới đại thiên vua các vị chư thiên vua điện chính pháp, để kính dân đến các vị chư thần chư thiên chủ bổn nhiên chủ đức, mong tất cả được an lạc được thánh hóa. Và xin kính chúc toàn thể đại chúng được an lạc tướng hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy và Nam mô Nam Thầy. Sa thú kính chân thư tòa thượng quyền. Bạch thư tòa từ siêu, thư tòa có còn ở trước máy không? Nếu thư tòa từ siêu đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thư tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thư tòa từ siêu, thư tòa có mặt ở trước máy hay không? Thư tòa Pháp Tân ơi, thư tòa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thư tòa Pháp Tân nghe được, xin thư tòa khoan hỷ trả lời cho câu số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thượng tọa Tân, ở đây chúng ta nói về hai cái điểm quan trọng trong bài kệ mà vị thiên nói lên, và Đức Phật ngài cũng sau đó ngài cũng giảng dạy. Một bên là nói cái cảnh giới của tử thần là một cảnh giới mà chúng ta có thể nói rằng rộng lớn, tính luôn cả ba cõi, dạ, tính luôn cả tam giới. Và chúng ta có nghe trong bài kệ này Đức Phật đề cập đến cái nỗ lực cá nhân, một người, một quân tộc đủ giới định huệ đó, thành tựu chánh trí đó, thì vượt thoát khỏi tầm mắt tử thần. Thì nếu có người nào đó hỏi rằng cái việc tu tập nó quá cá nhân, nó quá nhỏ bé, nhỏ như một cái hạt cát trong sa mạc, thì làm sao mà giải quyết vấn đề lớn được, thì thượng tọa trả lời thế nào? Xin kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đăng, Thượng Tọa Tề Quy, Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tỳ, Đệ Đức Tế Trì, Sư Liên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý Phật tử rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Chúng ta biết rằng sanh tử là một việc lớn. Nếu mà chúng ta thấy luân hồi trong nhiều kiếp, sự thật ra thì chúng ta luân hồi rất là nhiều kiếp. Mà trong tất cả cái việc lớn thì cái việc sống trên cuộc đời này và việc chết thì cũng phải nói là việc lớn. Bởi vì sanh ra đời thì nó là một cái chuỗi ngày rất là nhiều cái sự ràng buộc. Và khi chúng ta chấm dứt lìa đời thì cũng có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả, chỉ mang theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Cái nếu chúng ta chưa thoát khỏi luân hồi thì có lẽ là luân hồi vẫn tiếp diễn, tiếp diễn ở trong tam giới này. Khi mà mình nói đến tam giới là một cái sự hiện hữu của mỗi chúng sanh, hiện hữu ở trong cõi dục, hiện hữu ở trong cõi sắc, hay là hiện hữu ở trong cõi vô sắc, thì đều đó là cũng nhờ cái sự hiện hữu hết. Cho nên là và ở trong mỗi cảnh giới đó thì đều có những chúng sanh tồn tại và có mặt. Cho nên nói cách nào đó thì từ ở cái phiền não
mà khiến chúng sanh luân hồi sanh tử. Cho nên rằng mình thì chỉ biết rằng là mình có mặt ở trong cuộc đời này, đó là cái sự có mặt của thân và tâm này mà thôi. Rồi cũng không biết rằng là chúng ta còn bao nhiêu cái sự hiện hữu nữa. Có nghĩa là chúng ta cứ trôi lăn rồi sanh tử mãi mãi, cho đến khi nào mà chúng ta chưa thật sự là đoạn trừ phiền não, chấm dứt hết hoàn toàn các cái nguyên nhân sanh ra cái sự hiện đau khổ, thì chúng ta mới thật sự là được giải thoát. Cho nên cái sự có mặt của chúng sanh đó là một cái sự lớn, sự việc lớn, chứ không phải là quanh, không phải là những việc nhỏ, mà những việc trọng đại, quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Cho nên nếu như ai mà nghĩ đến luân hồi sanh tử mà biết ngán ngẩm, biết sợ hãi với cái sự luân hồi sanh tử, thì mình mới thật sự là mình mới có thể là tìm cách để thoát ly mà thôi. Còn nếu mà mình không thấy ngán ngẩm, không thấy sợ hãi, thì có lẽ là cuộc hành trình vẫn tiếp diễn cho cái đời sống luân hồi này mãi mãi. Và ở đây đó thì hả, có các cảnh giới thì có các cái chúng sanh hiện hữu. Cho nên mình biết được cái nguyên nhân của dẫn, cái nguyên nhân mà tạo nên cái luân hồi sanh tử này là do phiền não. Do phiền não. Và do tham, do sân, do si, hay là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, cho nên là khiến cho mình có cái sự, cái hành động. Hành động. Và cái hành động đó là cái mà mình tạo tác, tạo tác để rồi có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên Phật dạy mình là cái cách tu để thoát khỏi cái luân hồi sanh tử này. Bởi vì Đức Phật thấy rõ rằng là chính cái luân hồi sanh tử này là khổ đau. Như Phật dạy rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Rồi Đức Phật Ngài lại nói tiếp rằng, dạy tiếp rằng, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, đuôi mè ngươi bị tiêu, tâm ta đạt tịch tịnh. Có nghĩa là Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà sanh tử này và thân năm quẩn này, cho nên lúc nào mà còn cái người mà xây dựng, chủ nhân ông mà xây dựng nên cái ngôi nhà này sanh tử này, đó chính là phiền não. Cái việc mà Đức Phật này nói là mỗi cá nhân tự nỗ lực tu tập, tuy rằng mình nói rằng mỗi cá nhân tự nỗ lực tu tập thì có nghĩa là từng người, từng cá thể, từng con người, từng người một, từng một chúng sanh nha. Nếu chúng sanh biết tu tập, biết tu tập ở đây đối với tu tập ở trong Phật giáo không phải là tu tập ở cái gì khác, mà tu tập tự trao dồi thực hành giới, định và tuệ. Và chỉ có thực hành giới, định và tuệ thì mới mong ra đó là mình có thể giảm thiểu được phiền não, hoặc là chấm dứt được phiền não. Bởi vì chấm dứt được phiền não hay là giảm thiểu phiền não mới là có cái, mới là nguyên nhân để đưa đến cái sanh tử luân hồi khổ đau này. Cho nên nếu mỗi cá nhân tự tu tập, mỗi cá nhân thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ cho được viên mãn, thì đó là những người tự nỗ lực để tự cá nhân được giải thoát. Tự giải thoát. Và cũng như vậy, khi mà cái công việc đầu tiên mà khi mà Đức Phật ngài giác ngộ, ngài thành Phật đó, rồi sau đó thì ngài mới quần hóa, ngài mới thuyết pháp độ đời cho 5 anh em Kiều Trần Như và 55 người bạn, trong đó có Giá Xá,
để rồi Ngài mới nói rằng các thầy tỳ kheo, các thầy hãy đi mỗi người mỗi ngã, hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho đa số, vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Các hãy đi mỗi người mỗi, có nghĩa là mong sao từ ở cái truyền đạt cái giáo pháp này, và truyền đạt cái giáo pháp này có nghĩa là cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã trải nghiệm, đã chứng nghiệm, đã tu tập, đã qua, và các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã chứng nghiệm, đã tu tập, đã chứng nghiệm giải thoát, đã đi qua. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng chính những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy là có cái khả năng bước ra khỏi cái khổ đau luân hồi sanh tử. Cho nên nếu một người mà được một cá nhân á, mà được thể nhập ở trong cái giáo pháp này, được tu tập thể nhập và chứng nghiệm cái giáo pháp này, chính là góp phần cho cái sự giải thoát cả cái thế giới. Cả cái thế giới, vì một người, một cá nhân á, mà tự được giải thoát thì mới là có thể là giải thoát được nhiều người. Và ở đây là nói, có thể nói rằng trên cái khía cạnh rộng lớn, rộng lớn. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ thành Phật thì Ngài cũng mong muốn là những người, những chúng sanh có thể lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật, chứng nghiệm được giáo pháp của Ngài, và mong rằng chính cái sự lãnh hội và chứng nghiệm giáo pháp mới là cái sự lợi lạc lớn của giáo pháp của Đức Phật mang lại. Cho nên ở đây đó là con nghĩ rằng nói cái thế giới bao la, có nghĩa là ở đó có các cái cảnh giới, có các cõi, rồi có những chúng sanh hiện hữu ở trong các cảnh giới, các cõi đó. Và mà theo như Phật ấy, thì dù sự hiện hữu ở trong tam giới này, dục sắc, vô sắc, thì cái khổ nó cũng vẫn có như nhau, vẫn có ở khía cạnh là sự hiện hữu do cái sự có mặt trong cuộc đời này. Mà bao nhiêu cái sự khổ đau, cũng như cái sự khổ nó có là do tha mái. Sự khổ của có mặt là do tha mái. Và Đức Phật dạy cho những người đệ tử của Đức Phật được tu tập giới định và tuệ, tức là thực hành làm sao để gặn được khơi trong, tức là dọn bỏ những cái phiền não từ nội tâm. Nếu dọn bỏ phiền não từ nội tâm thì cái người đó họ sẽ được sự an lạc, ít ra thì trong hiện tại này và trong tương lai thì được cái sự giải thoát. Thì con nghĩ rằng là ở đâu đó mà có hiện hữu là có khổ đau, có khổ đau, và có sanh ra đời thì sẽ có chết. Như Phật nói rằng ngũ ma, tức là tử thần ma, thiên ma, rồi là ngũ quẩn ma, pháp hành ma, rồi phiền não ma, thì những cái đó là những cái mà nó gây chướng ngại cho đời sống luân hồi. Cho nên là cái người tu tập là có nghĩa là làm sao để cho cái ma đó nó không có mặt, không còn đeo bám theo nữa. Bởi vì như phiền não còn thì còn luân hồi sanh tử, mà còn luân hồi sanh tử thì còn có sự chết, còn có sự sanh, còn có sự chết. Cho nên là tu tập của mỗi cá nhân á, mỗi người á, tự nỗ lực để tu tập vượt ra cái sự ràng buộc, như là trong kinh nói là sự ràng buộc hay là cái sự đeo bám của ma đó. Mà ở đây là chính là phiền não hay là tử thần hay là pháp hành, vân vân. Thì một người mà tu tập được cái sự giải thoát, có nghĩa là thực hành giới định tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy ở trên phương diện tu tập của một người thực hành thiện, hay là thực hành giới, thực hành định, thực hành tệ,
Thì con nghĩ rằng nếu như một người mà tu tập để mà hướng đến cái sự giải thoát, và vì đó có được sự an lạc, có mà vượt ra khỏi sự ràng buộc hay sự hiếp của ngũ ma, là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì cần kính chư Tôn Đức Bồ Tát Thiện. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy và nghe được không? Nếu được, xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền trả lời cho câu tiếp theo. Thượng Tọa Tuệ Quyền, ở đây trong cái lời kể của vị thiên ấy, nói về ngay cả một vị sống ở trong rừng nhưng mà lại kêu mạng, kêu mạng của một người sống một mình, sống trong rừng là kêu mạng thế nào? Ví dụ như mình nói một người cao ngạo kêu mạng ở bên ngoài là phải có tiếp xúc với người khác, phải có lên mặt, phải có hơn thua với người khác. Ở đây vị sống một mình thôi, nhưng mà tại sao lại có mạng? Xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền qua khỉ giảng rõ về điểm này. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Khai Gia. Giờ thưa đại chúng nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào đến những tu nữ của chư Phật tử. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thế nào là chúng ta sống độc cư? Chúng ta đã sống độc cư trong một mình mà chúng ta làm sao rồi chúng ta kêu mạng? Vậy kêu mạng với ai? Cái sự thật là gì? Nó có một cái sự so sánh, có sự so sánh mình với người, hay là một sự tự mãn ở trong lòng cũng là một cái kiêu mạn. Bây giờ ta mới là người cao thượng tốt đẹp, người khác thì sống nó phải dựa vào nhau, dựa vào phải có người này người kia, nhưng mình sống đơn độc một mình, mình có cái hùng, cái khí của mình rồi. Hay chẳng hạn bây giờ mình nghĩ rằng ngay cả cảm giác này cũng không đúng. Bây giờ mình đang ở một chỗ nó còn màu nấu nhiệt quá, bây giờ mình thoát ra được cái chỗ đó, mình đi về mình nghĩ rằng trời ơi, mình khỏe quá, mình nhẹ quá, mình không có bị cái mệt mỏi gặp người này gặp người nọ. Cái cách đó cũng là cái cách mà chúng ta biết chúng ta đơn độc mà chúng ta vẫn có bị một cái gọi là cái kiêu mạn của mình. Chứ đừng nói chi mà ví dụ như chúng ta sống đối với một số người tu cứ nghĩ rằng mình mới là người sống đơn độc, vậy mình mới người tu. Mình sống đúng theo lời dạy của Phật. Phật dạy sống ở rừng vắng, xa xôi một mình, độc hành, muôn dặm xa vậy đó nha. Thì như vậy thì chúng ta mới gọi là đúng đắn, chúng ta gọi là tốt đẹp, chúng ta mới gọi là tu đúng, hay là thế này thế kia vân vân. Thì những cái cách suy nghĩ như vậy đó chính là một sự kiêu mạn với mình. Mình tự mình so sánh mình với người, và cái cách sống của mình một mình đó, mình cảm thấy rằng mình tự mãn. Tự mạng đấy chính là kiêu mạng. Hay là mình cảm thấy mình tự cho mình là tốt, tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, vân vân. Nó có nhiều lắm. Cái cách mà một mình với một mình đó, mà dẫu như chúng ta sống ở một đơn độc một mình lo lắng, một mình làm việc tất cả, thì chúng ta mới cái tâm chúng ta khởi, chắc chắn khởi lên liền. Vậy thì mình hơn người ta quá. Bởi vì người ta sống cần phải có một sự tựa, một sự nương. Người ta sợ sạch như thế này, sợ sạch như thế kia. Thì cái đó chính là ở trong rừng, ở cái nơi thanh vắng. Chứ không phải là ở nơi thanh vắng đó vì chúng ta không gặp đối cảnh sinh tình. Mắt thấy tai nghe người ta, thấy người ta, nghe người ta, vân vân. Và chúng ta khởi lên cái tâm nó phiền não, hay cái tâm nó phóng dật, cái tâm nó không có an ổn,
à, chúng ta đến như vậy thì ở trong cuộc đời này sống ở chỗ nào cũng được. Nhưng đừng có bao giờ khởi đến cái tâm, bởi vì chúng ta nhớ cái ngã mạn nó có chính cách là so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua. So sánh chính cái cách ngã mạn này, mình người ta hơn, mình hơn người ta, mình bằng người ta và mình thua người ta. À, thôi tôi dở hơn anh, tôi dở hơn chị, tôi dở hơn cô. À, tôi nghèo như vậy, tôi xấu như vậy. Cái cách nói đó đó cũng là cái nói mà tính nghĩa mai, mà tính kiêu mạn, mà tính ngạo mạn đó, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Rồi mình so sánh mình bằng với người ta chứ mình không thua người ta, thì chắc chắn rằng cái so sánh hơn là dễ rồi, mình hơn người ta. Thì đây là chúng ta thấy là cái sự kiêu mạn một cách rõ ràng. Hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. À, mình biết á, chẳng hạn như là người ta nói rằng là khiêm tốn thì kiêu mạn gấp 10 lần. Người ta giàu có, người ta đẹp đẽ, người ta quyền thế, người ta nói người ta không có gì hết, vân vân. Thì có những người không có mà người ta nói thật vậy, còn có những người mà có mà khiêm tốn thì kiêu mạn gấp 10 lần. Yeah. Thì ở đây chính là cái tâm tư của một con người thôi, mới nói thôi chứ biết sẽ nói sao bây giờ. Thì dầu độc cư hay là nơi thanh vắng, nơi xa xôi, một mình đối diện với một mình của mình, cái phiền não mình nó khởi sinh lên là chúng ta đã lọt vào cái lưới của rồi, và chúng ta cũng đã bị mắc cạn rồi. Cho nên Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh hồi nãy đó, cái dầu cho ở một mình độc cư nhưng tâm khởi sinh kiêu mạn, tâm không có điều phục, tâm không có tư sát thì cũng chẳng có kết quả gì, cũng chẳng có lợi gì. Là như thế thì cái bình thường tòa đây chính là một sự so sánh với chính mình, cũng là một sự so sánh. Hoặc mình nghĩ rằng mình nhờ mình ở một mình trong đường dây, ở chỗ nơi vắng dày, tôi mới tu được như thế này, tôi mới tu được như thế kia. Còn mấy người không ở trong, ở như tôi thì mấy người sẽ không được như tôi. Cách đó cũng là một sự kiêu mạn. Cách sống của tôi như thế này, cách sống của tôi như thế kia. Thì ngay cả một vị Đầu Đà mà nếu như tự mãn cho rằng mình so sánh với người, khi mà tâm nó phóng dật rồi, khi mà tâm nó cái mạng, cái asmi mana này nó khởi lên rồi, thì cái mana này, cái mạng nghi nó khởi lên thì chúng ta đã thất bại. Dạ, thì chúng ta tình thôi, cũng có đôi đời thì đừng kiện như vậy, nhưng nếu có điều gì thì tốt thì chúng ta cũng có cũng đi ngay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú cái chân thư thọ tuệ quyền. Một lần nữa xin được hỏi thư thọ tuệ siêu, nếu thư thọ tuệ siêu đang có mặt ở trước máy, xin thư thọ khoan nghĩ cho biết. Và bây giờ thì xin hỏi sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được giờ vật. Sư Nguyên Thông ở trong Phật Pháp thường hay nói đến một điều, đó là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Thì cái trí tuệ mà lấy thiền định làm cơ sở có gì khác biệt với trí tuệ thông thường trong đời sống của chúng ta, tức là trí tuệ không có thiền định? Bởi vì thường thường á, trong thế gian này người ta nói đến trí tuệ thì do học hỏi từ ở nhà trường, trí tuệ do cái sự trác việc của thông minh. Nhưng mà rất ít khi người ta nói đến trí tuệ y cứ theo thiền định. Thì Phật Pháp nói giới định tuệ, thì cái tuệ dựa trên cái định, thì sự khác biệt như thế nào? Kính thỉnh ý kiến của sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và con tuân lĩnh sư phụ đáp án cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng trí tuệ thiền định làm cơ sở có khác biệt gì với trí tuệ không thiền định.
Thưa sư phụ, thì con thấy rằng cái trí tuệ mà do cái thiền định đem lại đó, là cái trí tuệ đó là cái trí tuệ thuộc về giải thoát, tức là một cái trí tuệ mà do cái thiền chỉ samatha, và kế đó là vipassana. Thì cái chính cái trí tuệ vipassana này nó đưa cho chúng ta thấy là mình không có chấp ngã, bởi vì cái chấp ngã là cái sự sai lầm. Và chính cái trí tuệ mà quán sát về thân thọ tâm pháp của mình, để mình thấy rõ rằng cái thân này không phải là mình. Và khi mà đi sâu vào cái thiền vipassana như vậy đó, thì mình không còn cái ngã để mà chấp. Thật sự ra cái trí tuệ mà do cái thiền định hay là thiền quán là một cái trí tuệ mà nó sâu thẳm, là bởi vì khi mà mình không còn chấp cái thân này là mình nữa, thì mình làm gì có cái manas, cái kiêu mạn. Và chính cái trí tuệ do thiền đem lại, thì chính cái trí tuệ nó dẫn mình đến cái giải thoát, thì nó sâu sắc hơn cái trí tuệ mà không có thiền. Cái trí không có thiền thức dạ là mình đọc kinh hay là mình học các môn học ở ngoài thế gian vậy, thì có một cái sự hiểu biết, và cái hiểu biết nó đi sâu vào thì mình có cái sự sáng suốt, nhưng mà không đưa đến cái sự giải thoát được. Chỉ có cái trí tuệ mà do có một cái định, cái samadhi rồi mới đi qua cái vipassana, thì cái chính cái vipassana thân thọ tâm pháp mình thấy tất cả cái đó là bất tịnh, tất cả cái đó không phải là mình. Khi mà thật sự thấy không phải là mình là không có mình nữa, không còn nữa. Và khi cái mình không còn nữa thì làm sao mà có cái sự mà kiêu mạn. Vì vậy cho nên cái câu hỏi là trí tuệ lấy thiền định làm cơ sở có khác biệt gì trí tuệ không thiền định? Thì kính thưa sư phụ, cái trí tuệ không thiền định là có một cái biết sâu sắc, nhưng mà cái biết đó nó không có đưa đến giải thoát. Là tại vì cái trí tuệ đó nó còn cái ngã của cái người hành giả đó. Còn cái trí tuệ có thiền định thì ở đây chúng ta nói là thiền định ở đây là khó có một cái samadhi rồi dùng cái định đó mà để quán qua cái vipassana. Thì như vậy cái người mà có trí tuệ qua cái thiền, qua cái tu thiền, thì nó có sự sâu sắc, là cái người hành giả đã thấy rằng họ có cái thân đây, nhưng mà cái thân này là không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì khi mà không có cái ta rồi thì lấy cái gì để mà kiêu mạn? Thì khi mà có cái trí tuệ mà có cái thiền định, thì thưa sư phụ, con tin rằng cái trí tuệ mà do tu thiền mà ra được, thì cái trí tuệ nó đưa đến cái sự giải thoát và không còn vướng bận gì vì dính mắc nữa. Bởi vì khi mà chúng ta vướng bận là chúng ta có cái ngã, mình muốn cái này, mình muốn cái nọ, thì mình so sánh cái này, so sánh cái nọ. Chứ còn khi mà mình không còn cái ngã rồi, cái người đó thì chỉ lại lo tu thọ hành mà thôi. Vì vậy cho con thấy là cái trí tuệ mà do tu thiền thì nó đi sâu hơn, và do tu thiền thì mới thấy rằng mình không có cái tôi, không có cái ta, và không có cái ta thì không còn cái chấp ngã. Đó là con thấy là như vậy. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai là chi sư phụ để sư phụ giảng giải thêm, để con được hiểu sâu sắc hơn là cái câu thảo luận thứ ba này. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư phụ trở lại mai. Để chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú cái trường sư Nguyên Thục. Thưa vị, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2021. Nếu mà tính chính xác thì hôm nay là ngày Thượng tọa Thiền Siêu đúng 60 tuổi. Thượng tọa sinh 20 tháng 4 năm 1961. Cũng là năm Sửu, năm Tân Sửu. Năm nay đáo là Tân Sửu là đúng 60 tuổi. Theo
thập dị khoa giác của lịch Trung Hoa. Thì Đạo Tự Siêu lớn hơn chúng tôi 2 tuổi, thưa quý vị. Năm nay chúng tôi năm 18 tuổi, thì Đạo Tự Siêu 60 tuổi. Lẽ ra thì nếu có Đạo Tự Siêu ở trước máy thì chúng tôi cũng có vài lời để chúc mừng sinh nhật Đạo Tự Siêu. Nhưng mà cũng là một cái một điều rất là thú vị, bởi vì không biết sao chúng tôi thì Đạo Tự Siêu là anh em ruột, nhưng mà vì sống với nhau từ hồi nhỏ rồi đi tu chung rồi cũng sinh hoạt có nhiều lúc chúng tôi cũng không nhớ là giữa chúng tôi và Thượng Tọa Tự Siêu lê quay là tới tuổi 60. Dĩ nhiên Thượng Tọa Tự Siêu đến 60 trước chúng tôi 2 năm, nhưng mà cũng không có nghĩ. Chúng tôi không có, ít có khi mường tượng được là ngày đầu đó Thượng Tọa Tự Siêu ở cái tuổi trên dưới 60 ngồi uống trà hay uống cà phê với nhau. Nghĩa là cũng một điều rất là thú vị trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần còn lại của chương trình ngày hôm nay. Sư huynh đang ở trước máy. Tưởng đâu sư huynh đi nghỉ rồi. Thứ nhất là xin thay mặt cho tất cả chư vị giảng sư cũng như là quý Phật tử ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma kính chúc sư huynh một sinh nhật 60 tuổi. Và trước nhất là đối với sự nghiệp tu học hoằng hóa, xin cho sư huynh tìm những điều rất là hoan hỷ, rất là an lạc trong 60 năm mình trải qua trong cuộc đời này. Và nhìn lại trong 60 năm đó thì quả thật là ngoài cái chuyện mà đầu tư rất nhiều thời gian để học hỏi, nghiên cứu, soạn dịch kinh điển, thì sư huynh cũng đã cống hiến rất là nhiều thì giờ và năng lực của đời sống để hỗ trợ cho những người thừa tiếp. Lấy ví dụ như là nếu vị nào mà sinh hoạt trong room lâu thì biết rằng phần lớn các vị giảng sư ở trong room đều là học trò của Thượng Tọa Tự Siêu, và điều đó là cũng là một điểm rất là lợi lạc ở trong đời sống này. Và chúng ta cũng thấy được rằng sống 60 năm trong cuộc đời mà mình vẫn sống an lạc với Phật Pháp, lấy Phật Pháp làm điểm tựa, lấy Phật Pháp làm ngọn đuốc dẫn đường, thì kể ra điều đó cũng là một điều rất đáng hoan hỷ. Nhưng sinh nhật 60 năm của Tự Siêu Sinh, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ có một vài lời với Chư Tăng và quý Phật tử. Không biết sư huynh cảm nhận thế nào trong ngày sinh nhật 60 tuổi của mình, kính thỉnh sư huynh. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày sinh nhật lục tuần của chúng tôi. Thực ra thì chúng tôi chỉ quan tâm đến cái ngày sinh nhật phẩm hạnh, tức là cái ngày xuất gia tỷ kheo, xuất gia Sa Di là ngày 15 tháng 10 năm 1976. Ở đây chúng ta có 3 ngày sinh nhật, là mẫu sinh nhật, tức là cái ngày mà mẹ sinh ra mình, cái ngày phẩm hạnh sinh nhật là cái ngày mà quy y Tam Bảo hay là
mình xuất gia sẽ di vật xuất gia tỳ kheo. Còn thánh sinh nhật là cái ngày mà mình chứng được đạo quả Tu Đà Quần hoặc Tư Đà Hàm, A Nam, A La Hán, gọi là Ariya Chạt, Chạt Tiết. Thì trong ba ngày sinh nhật đó thì đương nhiên là cái ngày thánh sanh chúng ta không có. Chỉ có như ngày Anguliba thì Đức Phật ngài dạy cho biết rằng là Ariya Cha, Cha Tô, Ariya Cha Tô, Ariya Cha Tô, kể từ ngày thánh sanh cho đến bây giờ là tôi chưa hề cố ý sát hại sinh mạng nào hết. Xin do lời chân thật này mong cho chị được mẹ tròn con vuông. Ngài dạy cái câu chú nguyện như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta mừng cái ngày sinh nhật. Nếu mà chúng ta mừng cái ngày sinh nhật chào đời của một cái vị khác á, thì cái đó là do cái tâm của chúng ta có cái sự nghĩ tưởng tới. Nếu mà thấy vị đó cái sự xuất hiện ở đời đem lại, sẽ đem lại lợi lạc cho bản thân của vị đó, đem lại lợi lạc cho chúng ta cái giáo pháp đó, thì chúng ta mừng, chúng ta gửi lời chúc mừng sinh nhật như cũng đáng. Nhưng mà có nhiều khi đó, cái ngày chào đời của chúng ta, nếu mà chúng ta không có làm được việc gì thì cái ngày chào đời đó xem như là nó vô ích. Còn cái việc mà chúng ta mừng cái ngày sinh nhật phạm hạnh đó, thì cái ngày đó đánh dấu là chúng ta đã có một cái sự tiến hóa tinh thần. Cho nên thường thì chúng tôi thích lấy cái ngày sinh nhật phạm hạnh hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay được chư tăng, như thượng tọa Chánh Đẳng và các Phật tử trong room và các Phật tử ở Việt Nam trong ngày hôm nay gửi lời sinh nhật và chúc mừng sức khỏe, được sẽ vui, thì chúng tôi cũng lấy làm hoan hỷ. Và chúng tôi chỉ mong rằng là làm sao thích đáng với lời chúc mừng của các vị. Và những ngày còn lại của cuộc đời, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn tất những cái công trình về các cái sản phẩm, dịch phẩm, những cái tác phẩm mà chúng tôi đang soạn, đang viết, cho hoàn thành trước khi mà chúng tôi mãn cái cuộc đời này. Và với tất cả những phước báo, những cái công hạnh mà chúng tôi đã làm bằng cái lòng tin, bằng một cái sự thiết tha mong cầu đạo quả giải thoát trong tương lai với tứ tuệ phân tích đó, thì với cái phước báo đó xin hướng nguyện đến chư tăng tu nữ và chư Phật tử chúng ta có mặt, mong cho các vị tùy hỷ công đức và để các vị cũng được cái sự an vui. Và chúng tôi có một vài lời để nói chuyện với chư tăng và quý vị trong cái ngày sinh nhật hôm nay của chúng tôi như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa-tu, kính trường chư tăng chư sư. Kính bạch chư Tôn Đức và chư quý Phật tử. Trong cuộc đời của chúng tôi đó, từ nhỏ tới lớn thì chúng tôi có một số những cái
niềm khoan hỷ. Và niềm khoan hỷ đó, nó đi vào trong cuộc đời như là một cái điều rất là hữu duyên, hữu phúc. Một cái niềm khoan hỷ lớn ở trong đời sống của chúng tôi đó là có cái duyên để gặp những bậc thầy mà chúng tôi tin rằng các ngài đã hung đúc tác động chúng tôi rất là nhiều ở trong cách tu, cách học, một cách phụng sự. Ở trong đó kể cả sư trưởng, vừa là cậu vừa là thầy tiếp dẫn, Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài Chân Cha Đức Tô, ngài Thắng Phú Lưu. Nhưng mà một niềm vui khác, có thể nói là một niềm vui lớn trong cuộc đời, là chúng tôi có được một người anh ruột, đó là Thượng Tọa Tề Siêu. Thì hôm nay là sinh nhật 60 tuổi, chúng tôi cũng nhắc là Thượng Tọa Tề Siêu hồi còn nhỏ đó, chúng tôi và Thượng Tọa Tề Siêu chênh lệch với nhau 2 tuổi, chúng tôi nhỏ là 2 tuổi, nhưng mà kể ra như là anh em đồng sông, đồng trang lứa, cùng đi học, cùng vào chùa. Chúng tôi thì vào chùa trước Thượng Tọa Tề Siêu mấy tháng, nhưng mà khi Tọa Tề Siêu xuất gia xây di thì trước chúng tôi. Tọa Tề Siêu thì dĩ nhiên Thọ Tỳ Kheo cũng trước chúng tôi 2 năm. Nhưng mà có một điều là hồi nhỏ tới lớn thì Thượng Tọa Tề Siêu là một người sống rất là nhường nhịn. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi và Thượng Tọa Tề Siêu đi học trên Sài Gòn á, một thời gian lúc mà Thượng Tọa Tề Siêu quyết định trở về lại Vĩnh Long á, thì tất cả những đồ đạc mà hai anh em đều có chung, Thượng Tọa giao lại chúng tôi hết, kể cả sách vở. Và mấy mươi năm sống, từ lúc mà chúng tôi sống ra xứ người đó, thì chưa bao giờ mà Thượng Tọa Tề Siêu xem cái chuyện mà chúng tôi sống ở nước ngoài là một điều gì khác hơn là cái tình huynh đệ muôn thuở. Hồi nhỏ vào chùa cũng vậy, và bây giờ cho đến bây giờ sống cũng vậy. Có những điều mà rất là thú vị là chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm sống ở xứ người thì chúng tôi và Thượng Tọa Tề Siêu có thể làm việc chung với nhau gần như là mỗi ngày. Dĩ nhiên là không phải là 365 ngày đều có mặt với nhau hết, nhưng mà nếu quý vị nào mà sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma đó, thì quý vị sẽ thấy rằng gần như chúng tôi từ Tọa Tề Siêu nói chuyện với nhau mỗi ngày. Dạ, nhưng mà nói chuyện thường là đàm luận Phật Pháp. Chúng tôi không biết là cái đó là một cái duyên gì ở kiếp này hay nhiều đời trước, nhưng mà trong cuộc đời chúng tôi cũng chưa có bao giờ có một cái quan hệ với bất cứ ai mà đàm luận Phật Pháp mỗi ngày như là với sư Tọa Tề Siêu. Kể ra là một điều thú vị mà cũng nhiều năm, chúng ta không nói là 1-2 năm mà cả hàng 20 năm như vậy, kể ra một điều rất là thú vị. Và trước đại dịch đó, thì hàng năm chúng tôi và sư Tọa Tề Siêu thường gặp nhau. Dạ, có khi gặp nhau bên Mỹ, và phần lớn là gặp nhau Á Châu như Ấn Độ, hay là Miến Điện, hay là bên Lào, bên Thái Lan, v.v. Ngủ chung phòng rồi, có những buổi sáng thức dậy, từ đó từ siêu pha cà phê, chúng tôi nấu ớt mì, từ siêu ăn. Cũng là một cái điều rất là thú vị. Chúng tôi đi xuất gia thì thân mẫu, sau này cũng đi xuất gia. Thì Thượng Tọa Tề Siêu là anh lớn ở trong nhà. Chúng tôi có 5 anh em đều đi xuất gia. Nhưng mà Thượng Tọa là anh lớn, và Thượng Tọa đã phụng dưỡng mẹ cho đến khi mẹ mất. Dạ, mất đi. Thật ra đối với bổn phận làm con, chúng tôi là người ở xa thì không có lo được cho thân mẫu như là Thượng Tọa Tề Siêu ở kế bên. Và đó cũng là một cái ơn lớn mà chúng tôi suốt đời nhớ về Thượng Tọa Tề Siêu. Nhưng mà điều hoan hỷ ở trong cuộc sống là có lẽ năm nay nhìn lại hai anh em cũng
Thưa tọa 60 tuổi và chúng tôi gần 60 tuổi rồi. Còn 2 năm nữa chúng tôi cũng 60 tuổi rồi. Thì chúng tôi tìm thấy được một cái tình huynh đệ rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi dùng cái chữ nhẹ nhàng là đúng nghĩa, rất là nhẹ nhàng. Có thể nói rằng trong tất cả những quan hệ trong cuộc sống thì, chúng tôi và thượng tọa Từ Siêu không có làm phiền với nhau về những cái chuyện mà nhỏ ở bên ngoài, những chuyện nó không đáng mà lâu lâu gặp nhau bằng chuyện Phật Pháp, bằng chuyện Hoằng Pháp, rất là hạnh phúc, rất là vui. Và chúng tôi nghĩ rằng rất hiếm khi ở trong cuộc đời này mình có cái thứ thân tình nhẹ nhàng và bền bỉ như vậy. Thành ra chúng tôi không biết là năm nay đại dịch có đi qua hay không ở tại các Á Châu, nước Á Châu. Nhưng mà nếu mà năm nay mà chúng tôi có thể có được gặp Thượng Tọa Từ Siêu vào cuối năm nay ở bên Thái Lan hay một nơi nào đó ở tại Á Châu mà tổ chức sinh nhật 60 tuổi Thượng Tọa Từ Siêu thì kể ra cũng là một điều rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, trong cuộc đời này đó thì đôi khi nó cũng có những thứ mà chúng ta gọi là cái duyên. Dạ, chúng ta gọi là cái duyên. Chúng tôi tin vào điều đó nhiều lắm. Dạ, vì cũng không phải là tự nhiên mà chúng tôi sanh ra ở trong một gia đình mà có cả nam anh em tu. Và cũng không phải là một cái chuyện tự nhiên mà bản thân của các em, nhất là chúng tôi và Thượng Tọa Từ Siêu, chia sẻ với nhau rất nhiều về Phật Pháp. Phải nói rằng mặc dù về phương diện sinh hoạt đó, thì chúng tôi có một cảnh giới và Thượng Tọa Từ Siêu có một cảnh giới, nhưng mà riêng đối với kinh điển Phật Pháp, đối với Tam Tạng Pali, đối với Thánh Pháp Abhidhamma, và đối với cái gọi là kiến hòa độc giải, tức là cái nhìn về Phật Pháp đó, thì chúng tôi và Thượng Tọa Từ Siêu chia sẻ với nhau rất là nhiều. Và dĩ nhiên là cùng một thầy, cùng một lò mà xuất thân thì giống nhau rồi, nhưng mà phải nói rằng rất là nhiều năm, và rất nhiều năm tháng sống trong cuộc đời 60 năm không phải là ngắn. Và Thượng Tọa Từ Siêu sống ở Việt Nam, chúng tôi sống ở Mỹ, có thể hai bên là có hai cái hướng, hai cái cảnh giới khác nhau, nhưng mà rồi ngồi xuống có thể đàm luận, có thể nói chuyện Phật Pháp, giống như là sống chung một chùa, sống giống như là sống trong một thế giới, thì đối với chúng tôi điều đó là điều rất là hoan hỷ. Và có thể nói là có những điều mà chúng tôi sống ở thế giới này, có điều thì tọa đào sâu vào thế giới kia, nhưng mà rồi rốt cuộc thì cũng gặp nhau. Đó cũng là kể ra một cái điểm rất là vi diệu mà Phật Pháp mang lại, là một cái nhịp cầu nối. Dù sao thì cá nhân chúng tôi khi Thượng Tọa Từ Siêu 60 tuổi rất là hoan hỷ. Người ta nói rằng cuộc đời này không phải chúng ta sống bao lâu mà chúng ta sống thế nào. Chúng ta sống thế nào. Thì riêng đối với cá nhân chúng tôi thì trong 60 năm sống cuộc đời và cho đến ngày hôm nay, Thượng Tọa Từ Siêu vẫn cặm cụi ở trong việc nghiên cứu phổ biến Phật Pháp. Đối với chúng tôi điều đó nó có một ý nghĩa rất lớn. Và Thượng Tọa Từ Siêu có được một cái sinh nhật rất là hoan hỷ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại có một vài điều để nói về bài học ngày hôm nay. Trước nhất là chúng ta nên hiểu rằng một thiên tử đã đến gặp Đức Thế Tôn và đã trình bày được cái hình ảnh mà rất thường xảy ra ở trong cuộc đời, là có những vị mặc trên mình chiếc y và chọn cái lối sống ở nơi rừng. Nhưng mà trở thành một ẩn sĩ, một người sống một mình, điều đó cũng không nghĩa là vì đó thật sự tìm thấy cái giá trị chân thực của đời sống độc cư, của đời sống của một vị
Chúng tôi sống ở bên Mỹ, thưa quý vị. Tôi có một điều mà rất là thường dễ thấy là nếu quý Phật tử lái xe một vài cái tiểu bang giàu có như là California chẳng hạn, thì chúng ta lái xe trên xa lộ những ngôi nhà rất là giàu có, sang trọng, xây cất rất là đẹp ở trên những cái đỉnh núi, ở trên những cái ngọn đồi, ở dưới những cái nơi rất là xa vắng, biệt lập riêng. Thậm chí có những người đôi khi ngồi ở trong xe mà họ nói rằng nhà thì đẹp nhưng mà sống xa xôi quá, đi ngang mình thấy cho mình sống chắc mình cũng không dám sống. Nhưng mà ở Mỹ chuyện đó rất là nhiều. Những người giàu có, càng giàu có thì họ càng sống khép kín, họ càng sống một thế giới riêng mà họ không muốn bị ai làm phiền chính mình. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống có tính cách biệt lập đó, đời sống có tính cách ẩn dật đó, nó không có nghĩa là một cái sự bảo chứng cho cái sự thành tựu về đời sống tinh thần. Mình sống một mình có thể là bởi vì mình quá nặng sự riêng tư, không thể thích nghi được với đám đông. Hoặc giả mình muốn một mình một chợ, ở trong một mình một chợ đó thì mình có cuộc sống hoàn toàn thoải mái, không có ai phiền hà đụng chạm đến mình. Thì thưa quý vị, ở đây vị thiên nói lên một cái đời sống của một ẩn sĩ, nhưng mà một ẩn sĩ đó với nghĩa đen mà không qua cái nghĩa bóng, là một người sống đời sống độc cư. Tuy nhiên vị này vẫn sống trong sự sao lãng đối với giới, đối với định, đối với tuệ. Và đặc biệt Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh này một cái nền tảng đầu người tu về giới, đó là một người biết từ bỏ cái mạng và từ bỏ mạng. Quý vị để ý điểm này rất là tế nhị, là có nhiều người giữ giới là để tăng cái cao mạng của mình. Tôi là người đã thọ năm giới, tôi là người thọ bát quan trai giới. Thậm chí bây giờ người ta cái câu cho danh sư là cư sĩ Bồ Tát giới, trở thành một cái danh vị. Nhưng mà thật ra giữ giới đó, một ở trong những cái yếu lý giữ giới trong sớ giải đó là diệt trừ cao mạng. Tại vì sao vậy? Khi mình giữ giới có nghĩa là mình chấp nhận rằng bản thân có những nhược điểm, và do bản thân có những nhược điểm nên chi phải có những nguyên tắc rào cản, và nguyên tắc rào cản này để thúc liễm bản thân của mình. Thật ra cái đúng nghĩa chữ giới đó, đúng nghĩa chữ giới trong Phật pháp đó, là đầu tiên là người đó nhận ra được những cái khuyết điểm của bản thân. Những khuyết điểm này khuyết điểm tự nhiên. Con người chúng ta mà không có nguyên tắc đó, thì chúng ta sẽ có vấn đề. Thật ra trong cái bản sớ giải nói rằng diệt trừ được mạng đó, diệt trừ được mạng tức là diệt trừ được cái tôi, cái ta đó, là cái nền tảng đầu tiên của cái gọi là Atisila. Atisila gọi là giới tăng thượng. Thì chúng tôi lấy một ví dụ như là một người có tiền, rất là giàu có Mỹ, họ mua vài 300 acre một cái hòn núi, họ lên một cái triền núi nào đó, họ cất một ngôi nhà riêng. Thì thật ra cái ngôi nhà đó và cái nơi ẩn dật đó nó chỉ là một cái tháp ngà, một cái vỏ ốc. Và trong cái tháp ngà đó họ nuôi dưỡng cái mà gọi là bản ngã của họ thôi. Và tôi sống như vậy đó, và tôi là như vậy đó. Thì điều này nó cũng tương tự như là một vị hòa thượng mà chúng tôi biết ở Mỹ. Thì hòa thượng thường hay tuyên bố rằng tôi không có bao giờ làm trụ trì hết. Làm trụ trì chỉ biết lo ngôi chùa thôi, tôi chỉ lo việc hoằng pháp độ sanh, nơi nào cần thì tôi đến. Thì mới nghe thì nó cũng là một lý tưởng, nhưng mà nếu mà chúng ta nghe cho kỹ thì nó là một thứ cao ngạo. Và cao ngạo là tôi đi tu không có cần làm trụ trì, chỉ đi hoằng pháp này và nơi kia. Cái gọi là mạng đó, nó xuất hiện trong rất nhiều hình thức mà đôi khi rất là khó nói. Nó không phải là
vị sống ở rừng hay là vị sống ở trong thôn làng, một vị làm trụ trì hay vị như Hoằng Pháp, mà người nào biết nhìn lại chính mình và đặt một cái nền móng rằng à, bản thân của chúng ta đều là những người có những khuyết điểm, à, do đó chúng ta phải tu tập. Chúng ta là những người bệnh, chúng ta phải uống thuốc. Chúng ta là những người ghét gió kiểu mùa sương, đến khi chúng ta ra đường phải có dù, phải có áo. Thì khi chúng ta mang dù, mang áo giống như mình giữ giới, mình biết rằng mình rất là dễ bị tổn thương, mình rất là dễ bị ảnh hưởng, mình rất là dễ bị thay đổi. Thì cái giới nó là những cái hàng rào, nó là chiếc áo che mưa, nó là một cái gì đó mà tương đối được chuẩn bị tốt. Để nói một cách khác là khi một người chấp nhận giữ giới, tức là người đã chấp nhận rằng mình có nhược điểm. Và mình có nhược điểm, thành ra mình phải đề phòng chỗ nhược đó. Như Đức Phật dạy rằng một cái người mà cái bàn tay bị vết thương đó, thì người đó phải băng bó, người đó phải giữ được sao cho bàn tay đừng dúng vào thuốc độc. Mình biết rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đều là những cái nơi mà rất là dễ bị ảnh hưởng, rất là dễ bị những cái phiền não tấn công vào. Thành chúng ta giữ những điều đó giống như giữ cửa thành. Và ở đây thì Đức Phật Ngài nói rằng đời sống ẩn dật, đời sống độc cư nó chỉ có giá trị nếu chúng ta sử dụng đời sống đó để phát triển thiền định. Đứng trong rừng nó chưa là cái gì hết. Dạ. Con người mình có đôi khi mình rất là hãnh diện là tôi sống một mình ở trong căn phòng đó. Ở ngày nay có rất nhiều người sống như vậy. Quý vị về New York, về Hồng Kông, về Tokyo, những thành phố đông người đó, có rất nhiều người tuy rằng sống giữa chợ đời với muôn ngàn muôn triệu người hàng ngày đi lại đám đông, nhưng mà rốt cuộc rồi họ trở về với căn nhà riêng thì họ vẫn là thế giới rất là riêng tư. Nhưng cái riêng tư đó, cái một mình đó, nó không là cái gì cả nếu nó chỉ là một mình để trốn vào cái tháp ngà của mình. Và nó chỉ có ý nghĩa khi nào mình vận dụng cái một mình đó để tu tập thiền định. Thì ở đây bài kệ này Đức Phật Ngài dạy rất rõ. Dạ, dạy rất rõ rằng vì đó ngoài cái chuyện mà diệt trừ kiêu mạn đó, thì vì đó phải có samadhi. Dạ, chỉ samadhi ở đây chúng ta gọi định học tăng trưởng, tức là tận dụng điều đó để cho cái sự tu tập nội tâm. Bây giờ ở tại Mỹ này người ta có phong trào cất thiền thất, thưa quý vị. Có tiền quá mà. Người ta không muốn đi ở chùa, người ta không muốn ở những cái đạo tràng tu học, mà người ta muốn là lấy tiền của mình về cất một cái am thất rất là lý tưởng ở đó để làm một thứ ẩn sĩ mà không có gì ẩn sĩ hết, để mà bơn trấn cái tự ngã, để bảo vệ tự ngã chính mình. Thật ra thì những cái thất đó nó chỉ là một cái cõi riêng. Nó chỉ là một chỗ dung thân. Và nếu cất một cái thất để mà tu riêng biệt mà không để tu tập thật sự đó, mà nó chỉ là để chỗ dưỡng già, chỗ sống một mình đó, thì cái đó chưa chắc đã tốt. Có nhiều người sống thời gian buồn quá. Chúng tôi gặp có những người mà cất cái thất rồi chạy đến chùa này, chạy đến chùa kia để sinh hoạt, để thuyết pháp, để tu học, bởi vì sống một mình nó thiếu thốn việc này việc khác. Thì thật ra cái thất đó nó là một sự thất bại và nó không có tốt gì cho Phật giáo hết. Thí dụ như là mình đi tu, mình chấp nhận là một thành viên của một cộng đồng tăng lữ, mình vào sống trong chùa, mình dùng cái vui, cái buồn, cái thuận, cái nghịch ở trong chùa đó để huấn luyện cho mình được thích nghi, huấn luyện cho mình được chịu đựng, kiên nhẫn, thì chuyện nó còn giá trị hơn là mình có tiền, mình ra ngoài mình cất một cái thất riêng, và trong cái thất riêng đó mình chỉ mơn trớn, chỉ ru ngủ, chỉ làm cho mình có được cảnh giới dễ chịu. Khi mà ai đụng đến mình rút vào cái vỏ ốc đó, vút rút vào tháp gà đó, thì quý vị, cái đó không phải là cái mục đích của một người sống ẩn nhật. Thật ra bài kinh này khi mà Đức Phật Ngài như khi Ngài trả lời cho vị thiên đó, thì Ngài cũng nói rằng cái giá trị của một đời sống độc cư, đời sống một mình, nó chỉ nằm ở chỗ này, là vì đó cái độc cư đó để tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, thành tựu giải thoát, thì vì đó mới vượt khỏi cái vòng cương tỏa chữ thành thôi. Nếu chúng ta rời bỏ cộng đồng tăng chúng, rời bỏ đạo tràng để vào sống một mình, mẫn trong sự sao lãng giải đãi, thì chúng ta vẫn
sanh tử vẫn nằm ở trong móng vuốt của tử thần. Chúng ta có đủ vượt thoát khỏi chết. Tại vì sao? Tại vì thật ra nó chỉ là một cảnh hưởng nhàn thôi. Thật ra Phật Pháp không bao giờ mà ca ngợi cái chữ nhàn của Lão Trang. Tại vì Đức Phật ngài dạy rằng điều mà đáng sợ nhất trong đời sống của chúng ta không phải là bận rộn, không phải là sự va chạm, mà chính là sự sao lãng và sự giải đãi. Mình hãy nghĩ như vậy, là những người sống chung trong một tập thể, một cộng đồng, đôi khi mà họ lại phấn đấu, họ lại chịu khó hơn là những người sống một mình. Chúng tôi gặp nhiều người sống một mình lắm. Họ sống mình lâu ngày, họ đâm ra họ khó chịu. Tại vì sao? Tại vì họ đã quen sống một mình rồi, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi nhớ cách đây vài năm đó, chúng tôi có nhận vào chùa một cái vị sư. Mà vị sư này là chuyên môn hồi xưa sống ở nghĩa địa, ở bên Lào sống ở nghĩa địa. Vị đó về sống ở chùa 2 tuần lễ là chúng tôi thấy vị đó có chuyện thôi. Tại vì sao? Tại cái tính khí là lúc nào cũng quen sống một mình, muốn làm gì thì làm. Bây giờ tự nhiên ở trong chùa mà không lên tụng kinh thì kỳ. Mà kêu lên tụng kinh thì vị này khó chịu, nó tại sao phải tụng kinh? Tại sao gặp Phật tử lại theo thế này thế kia? Thì càng sống một mình, người ta càng mất đi cái khả năng thích nghi, thì điều đó không nên. Thật ra cái mục đích chính của đời sống là gì? Mục đích chính đời sống đó là mình phải hiểu như là lời của Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật, là bản thân của mình phải tự hiểu là cái lối sống đó thiện pháp tăng trưởng hay thiện pháp suy giảm, ác pháp tăng trưởng hay ác pháp suy giảm. Nó không phải là sống một mình hay sống trong thôn làng, nó không phải sống kiểu này hay sống kiểu kia, mà chúng ta hỏi rằng trong đời sống đó mình có tiến bộ hay không. Đôi khi quý vị, chúng ta sống mà có thể bỏ tất cả, hòa hợp với tăng chúng sinh hoạt thế nào mình sinh hoạt như vậy đó, cái cuộc sống đó nhiều khi nó có vẻ như là cuộc sống vong thân. Nhưng mà cái cuộc sống gọi là vong thân đó, nó lại giảm bớt đi cái ngã của mình. Còn nhiều khi mình sống một mình, và sống một mình đó nó chỉ là một cách để chiều cái tự ngã của mình, để bao phủ nó bằng một cái lối sống mà mình nghĩ rằng mình sống như vậy là tốt. Thậm chí bây giờ có nhiều vị họ lại sanh trong cái phong trào gọi là nhập thất 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cái vấn đề đó phải nhập thất hay không nhập thất. Nếu mình nhập thất 1, 2 năm đó mà mình tu thiền được thì cũng nên. Nhưng mà nhập thất ở một mình thôi, ở mình trong đó rồi sống với internet, rồi mà sống một mình, có người lo ăn lo uống, không phải làm gì hết, thì cái nhập thất đó nó cũng có ý nghĩa gì. Thật ra chúng ta phải rất là cẩn thận. Tôn giả sẽ là thất bạch với Đức Phật. Khi mà Đức Phật hỏi thì bạch Đức Phật là con hiểu rằng Đức Thế Tôn nói rằng ở trong cách sống đó, trong sự lựa chọn đó, thiện pháp tăng trưởng, ác pháp suy giảm là nên. Nhưng mà nếu thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì không nên. Và cái chuyện mà thiện pháp tăng trưởng hay là bất thiện pháp suy giảm là do mình biết, không cho mình được khác. Vì vậy nói một cách rất là vắn tắt là ở trong bài kinh này, trong bài kệ rất ngắn, đề cập đến đời sống một vị ẩn sĩ sống một mình. Nhưng mà cuộc sống đó nó có giá trị hay không? Thì nếu Đức Phật trả lời rất rõ, nếu cuộc sống đó làm tăng trưởng giới, tăng trưởng định, tăng trưởng tuệ, tăng trưởng giải thoát, thì đó cuộc sống rất đẹp, rất nên có. Nhưng mà nếu cũng sống trong rừng, nhưng mà sống để tự thị, tôi là người sống trong rừng, cuộc sống đó với cái sự sao lãng, giới sao lãng, định sao lãng tuệ, thì Phật dạy rằng vì đó vẫn còn nằm ở trong móng vuốt của tử thần, nằm trong vòng cương tỏa của tử thần, trong tập trầm luân sanh tử, và nó không mang một ý nghĩa chân thực như là người ta nghĩ. Chúng tôi xin được nói một vài lời như vậy, và bây giờ thì chúng ta trở lại với điều mà khi nãy chúng tôi vừa trình bày, là hôm nay là ngày sinh nhật 60 tuổi của Thượng Tọa Từ Siêu. Ở trong lớp học chúng ta trước kia thì có sư trưởng là người cao tuổi nhất, và bây giờ thì Thượng Tọa Từ Siêu là người cao tuổi nhất, và đã đến cái tuổi 60 rồi, thì cái tuổi lục tuần nó có thể là một cái bước ngoặt rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Chúng ta mong rằng mỗi người ở trong lớp học này đều có một sự khoan hỷ là trong lớp học chúng ta có một vị giảng sư mà
Thưa quý vị, với cái tuổi 60 tuổi đời và 40 hạ lạp thì kheo đó là một cái tuổi lớn. Ngày xưa mà các ngài như là Hòa Thượng Giới Nghiêm, Hòa Thượng Hộ Thông khi mà lên làm tăng thống thì chỉ mới có mấy hạ thôi, chứ đừng nói là 40 hạ. Và ngày xưa thời Phật giáo thống nhất mà rất là phát triển, như là phát triển mạnh như là Hòa Thượng Thâm Châu, Hòa Thượng Trí Quang, thì lúc đó quý ngài khoảng chừng 40 tuổi, khoảng 20 hạ thôi. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng riêng tọa tự siêu là 40 hạ tỳ kheo và 60 tuổi đời mà làm việc ở trong lớp học, đó là điều rất là đáng mừng. Và một điểm rất là đáng mừng là ở trong suốt thời gian tu học dài thì hồi nhỏ đó cho đến bây giờ thì quả thực là trường tọa tự siêu đã rất là kiên trì bám chặt theo cái những cái lời Phật dạy rằng này chư tỳ kheo, có hai phần sự mà các con nên làm, tức là phần sự đối pháp học và pháp hành. Nếu mà một vị tỳ kheo xuất gia mà không có vào rừng tu thiền đắc đạo chứng quả, mà vị này chịu khó kiên tâm để học, để nghiên cứu pháp học và đem điều đó hoàn hóa, thì Đức Phật cũng rất là khen ngợi vì điểm này. Thì thưa quý vị, chúng ta sống ở giữa đời này ngày hôm nay đó, thì mình phải nhìn nhận rằng khi mà còn có những vị kiên tâm bám trụ với pháp học hay pháp hành thì đó là điều rất là đáng hoan hỷ. Và chúng ta cũng thấy một điều rất là hoan hỷ là thì tòa tự siêu bỏ ra rất nhiều năm tháng để dạy học trò, để dịch kinh, viết sách, và kinh sách hôm nay thì trở thành những cái giáo trình, và học trò thì trở thành những vị giảng sư và cùng nhau phụng sự được. Thì chúng tôi nghĩ rằng như vậy trong cái tuổi 60 thì tòa nhìn lại những cái thành tựu trong đời mình thì rất là đáng cho thượng tọa hoan hỷ. Chúng tôi phải có nói có một điều là rằng trong thời gian 3-4 năm qua đó, một mình thượng tọa tự siêu thượng tọa các mấy ngôi chùa, các chùa Viện Giác, nhiều tứ phương tăng, rồi chùa Siêu Lý, chúng tôi làm trụ trì, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng lâu lâu ở chùa mà làm được một công trình thì nó cũng đã lớn chuyện rồi. Thượng tọa tự siêu mà trong vài năm mà cách 3-4 ngôi chùa, chúng tôi thấy cách chùa nó dễ quá vậy thì chúng tôi phải tâm phục khẩu phục. Nhưng mà rất là mong thượng tọa tự siêu sẽ giữ sức khỏe, tại vì có vẻ chứ ở trong cuộc đời này điều mà chúng ta thấy rằng càng lớn tuổi đó thì cứ ưu tiên phải làm sao để giữ tốt cho sức khỏe. Ngày Hòa Thượng Hữu Giác ngày thường nói rằng khi mà không có sức khỏe, dù là chúng ta có rất là nhiều cái thiện tâm thiện chí, nhưng mà rồi chúng ta cũng khó có thể cống hiến như là chúng ta mong muốn được. Thì thật ra có lẽ một điều quý nhất là thượng tọa khỏe và tiếp tục cho chúng ta những cái gì mà thượng tọa đã cho trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin thay mặt cho tất cả chư tăng và quý Phật tử trong lớp học kính chúc thượng tọa tự siêu có một sinh nhật 60 tuổi sức khỏe được khang kiệt, nội tâm được an nhiên, và luôn luôn dùng cái ngọn đèn trí tuệ của mình để trở thành một cái ngọn đuốc soi đường cho bản thân và cho những người xung quanh. Xin được đảnh lễ chư tăng tự sư, đảnh lễ chư tôn đức, chào tạm biệt quý Phật tử. Cầu chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và ngày mai này chúng ta sẽ có lớp dạy Trung Bộ Kinh của Thượng tọa Pháp Tăng. Nhưng mà ngày mai chúng ta không có học bài kinh mới, mà chúng ta sẽ trở lại để thảo luận về cái bài kinh Phân Biệt Giới, một bài kinh rất là quan trọng. Và ở trong bài kinh đó, Đức Phật Ngài đã dạy Pukkhusati, cũng là một vị vua bỏ ngôi, ở trong một căn nhà cỏ, mà ở đó Đức Phật Ngài dạy sự quán chiếu Pháp giới qua những cái nguyên tố của đời sống, một cái bài kinh đặc biệt rất quan trọng mà từng rồi đã giảng giải, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để thảo luận. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Sa Thủ Lành Thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và
Thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng, chúng con cũng kính chúc sư phụ Tề Siêu pháp thể khinh an, tâm bồ đề viên đắc, Phật sự chóng viên thành và luôn mãi la bóng mát cò tùng, để cho hàng Phật tử chúng con nhờ trên bước đường tu học giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, và giờ đây con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp, những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Và chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện hộ pháp, nguyện bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thà Giá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.